Một chiếc xe máy lao đi vun vút dù không có người điều khiển, vô tình tông chết cụ bà ngồi bán hàng trên vỉa hè. Nguyên nhân tại sao chiếc xe lại tự trôi gây tai nạn thương tâm như vậy? Mời quý vị cùng theo dõi đoạn camera ghi lại sau đây. Theo đó, một người đàn ông điều khiển xe máy với tốc độ cao, do không kiểm soát được tay lái nên ngã úp mặt xuống đường. Đáng chú ý, xảy ra tai nạn nhưng chiếc xe bị kẹt tay ga vẫn tiếp tục lao vun vút dù không có người điều khiển. Chiếc xe lao như bay qua ngã tư đông người đang họp chợ và không có dấu hiệu dừng lại. Sau đó xe mất lái quẹo vào cửa nhà dân và va vào một cụ bà đang ngồi trên vỉa hè bán hàng. Cú tông mạnh khiến cụ bà 70 tuổi không qua khỏi.